Xác định nguyên nhân cô gái 22 tuổi bị bắn tử vong ở Hà Nội. Phát hiện thi thể người trong bồn chứa nước ở cây xăng. Vụ đầu độc người thân bằng cyanur ở Đồng Nai, hàng xóm bàng hoàng. Hải Dương khởi tố đối tượng sát hại mẹ của tình địch. Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày mùng 5 tháng 7, công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng nổ súng làm cô gái 22 tuổi thiệt mạng. Theo cơ quan điều tra, sáng mùng 3 tháng 7, công an thành phố Hà Nội nhận tin báo một cô gái bị bắn tại địa bàn quận Long Biên nạn nhân được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng đã tử vong. Qua xác minh, danh tính nạn nhân là TQH, 22 tuổi, chú quận Hoàn Kiếm. Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự, phối hợp Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Công an xác định khoảng 19h30 phút ngày 2 tháng 7, chị Hát cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ. Đến khoảng 1 giờ ngày 3 tháng 7, cả nhóm di chuyển về nhà một người bạn tại tổ 3, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang, sinh năm 1994, trú tại Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984, trú tại xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, cũng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang sáng ra về, một người trong nhóm của Hát có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sang. Về đến nhà, Sáng và Quang bực tức gọi cho Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, trú tại Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, rủ đi gây gổ với nhóm của chị Hát. Cả ba người lên xe ô tô mang theo súng, kiểu súng bắn đạn bi, quay lại quận Long Biên. Khi gặp nhóm chị Hát, Sáng bảo dừng lại nói chuyện, nhưng nhóm Hát bỏ chạy. Sáng lái ô tô đuổi theo, đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp xe máy chở chị Hát hắn liền dùng súng bắn về nhóm đối phương rồi bỏ trốn cùng đồng bọn. Ngày mùng 5 tháng 7, công an tỉnh Bình Thuận hoàn tất khám nghiệm hiện trường, làm rõ cái chết của một người đàn ông được phát hiện trong bồn nước thuộc khuôn viên trạm xăng dầu ở xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Theo thông tin ban đầu, lúc chiều cùng ngày thấy có dấu hiệu bất thường của mùi nước nên nhân viên trạm xăng dầu đã tiến hành kiểm tra bồn chứa. Khi mở nắp bồn chứa nước, thì nhân viên chạm xăng dầu này tá hỏa phát hiện một thi thể một người đàn ông ở bên trong, với tư thế nằm úp nổi lên bề mặt nước và có dấu hiệu phân hủy. Nạn nhân được xác định là anh LQV, sinh năm 1991, là nhân viên cây xăng được cho là mất tích 3 ngày qua. Bể nước nơi phát hiện thi thể diện tích hơn 10 m2, cao 1,2 m, nằm đằng sau trạm, gần kho chứa xăng. Sự việc được trình báo, công an địa phương đã lập tức đến hiện trường. Sau khi ghi nhận hiện trường, công an đã cho người đập bồn chứa nước, đưa nạn nhân ra ngoài để khám nghiệm. Sự việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ đến trước cây xăng để theo dõi vụ việc. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, nạn nhân được bàn giao cho gia đình về lo hậu sự. Vụ việc đang được công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận điều tra làm rõ. Liên quan vụ nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích, đầu độc nam thanh niên NHBT, 18 tuổi, cháu ruột Bích bằng Sianua ở huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Nhiều người dân cho biết họ vẫn chưa thể tin nổi vụ việc lại xảy ra ngay nơi mình sinh sống. Tại căn nhà trên đường Hùng Vương, thuộc xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, cửa sắt đóng kín mít. Ông Quy, ngụ ở xã Vĩnh Thanh cho biết, căn nhà này trước đây bán cơn tấm. Từ khi anh NHBT, nạn nhân bị đầu độc, nhập viện điều trị thì đã tạm ngừng kinh doanh. Ông Quy kể thêm, tôi là bà con họ hàng với ông Hát Ông Hát là cha ruột Bích. Bích bị công an bắt, chúng tôi cũng không biết. Đến chiều nay khi đọc báo, xem trên mạng xã hội, tôi mới hay tin. Căn nhà kia là của vợ chồng ông Hát. Ông Hát mất hồi trước Tết, còn vợ ông Hát thì đang ở nước ngoài. Tính đến nay nhà đó đã đóng cửa gần 2 tuần. Theo người họ hàng này, ông Hát có tới 6 người con. Nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích là con gái thứ ba. Trước đây, Bích có bán cơm tấm, nhưng tầm vài tháng nay, Bích nghỉ bán quán cơm do vợ chồng anh trai Bích là cha mẹ của nạn nhân T quản lý. Vào khoảng cuối năm 2023, chồng của nghi phạm Bích qua đời. Sau đó đến lượt cha của Bích mất. Ít lâu sau, con trai ruột của Bích và hai người cháu tử vong. Ông Quy nói, qua điều tra tôi mới biết, Bích khai nhận là người đầu độc cháu T. Ở đây ai cũng sợ hết vì không ngờ vụ việc lại xảy ra. Con cháu trong nhà, mình không làm gì được dù rất đau xót. Từ sáng đến giờ, người ta bàn tán nhiều tất cả đều chung một tâm trạng là không dám tin. Cách căn nhà xảy ra vụ việc đau lòng không xa, một số người dân bàn tán xôn xao về thông tin nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích bị công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ do đầu độc anh T bằng cyanua. Chị T cho biết, chỉ trong vòng chưa tới một năm mà xóm nhỏ đã chứng kiến năm đám tang xảy ra, tất cả đều là người thân của nghi phạm Bích và nạn nhân T. Ban đầu không ai nghĩ gì nhiều, chỉ đến lúc anh T nhập viện cấp cứu và phía gia đình anh trình báo công an yêu cầu điều tra, người dân mới hay tin về vụ đầu độc. Chị T khẳng định, chỉ riêng căn nhà bán cơm tấm đó là đã làm ba cái đám tang trong vòng một năm qua. Còn theo chị L, người sống sát nhà nghi phạm cho hay, Bích này là người ăn nói khôn khéo, thường hay chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc lên mạng xã hội. Trước khi bị bắt vì liên quan vụ án đầu độc cháu ruột, Bích cũng hay vay mượn người trong xóm. Chính chị L cũng có lần cho Bích vay tiền. Chị nói, ở sát bên nhà nên tôi sợ lắm. Hai ngày trước khi bị bắt, Bích còn sang quán nước của tôi ngồi. Dù trước đó cả chồng và con trai đều qua đời, nhưng phản ứng của Bích khá bình tĩnh. Chị L cũng cho biết, Bích không gây gổ hay có mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên, từ sau khi chồng Bích qua đời, người dân trong xóm có nghe tin đồn, người này thiếu nợ số tiền lớn. Hiện tại, Nguyễn Thị Hồng Bích đã bị công an tỉnh Đồng Nai khởi tố về tội danh giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Thị Hồng Bích đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cũng liên quan đến vụ việc giết người bằng chất độc cyanua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đề nghị người dân có thông tin liên quan hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích cung cấp qua điều tra viên Trần Văn Nghi, số điện thoại 0903 624 479. Ngày 5 tháng 7, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Dương, 39 tuổi, trú tại phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để điều tra về hành vi giết người. Ngày 29 tháng 6, Trần Văn Dương tìm đến một nhà nghỉ tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng vì nghi vợ là chị H có quan hệ bất chính với anh NPG cùng trú tại địa phương tại đây. Đến nơi, Dương phát hiện vợ ở trong nhà nghỉ nên đã làm chị H bị thương ở chân phải nhập viện điều trị. Sau đó, Dương đi xe máy về nhà mẹ của anh Dê là bà PTK ở khu dân cư Tống Buồng, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn. Tại đây, Dương dùng dao chém vợ chồng ông bà Ca. hậu quả, bà Ca thiệt mạng tại chỗ, ông P, chồng bà Ca bị thương nặng. Chưa dừng lại ở đó, Dương còn tiếp tục cầm dao đến nhà anh NVH, cách nhà bà Ca khoảng 300m, vì nghi anh H có quan hệ bất chính với vợ mình cách đây nhiều năm. Khi gặp anh H, Dương đã tấn công vào tay nạn nhân. Nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng công an phường Thái Thịnh đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ nghi phạm ngay sau khi Dương bỏ chạy từ nhà anh Hát. Bà Hồ Thị Thùy Dương, ngụ thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, người vừa thắng kiện ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, hay còn gọi là ngân hàng Sacombank, cho biết vẫn chưa tin đây là sự thật. Theo bà Dương, từ tháng 3 năm 2023, bà cùng chồng lặn lội khắp nơi từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh rồi các cơ quan pháp luật của tỉnh Khánh Hòa để trình đơn thư kêu cứu về việc bị mất tiền khi gửi ở Sacombank. Bà Dương kể, dòng dã hơn một năm qua, bà đi thu thập chứng cứ liên quan vụ việc để chứng minh mình đã làm đúng, đủ thủ tục khi gửi tiền vào Sacombank. Tuy nhiên, bản thân bà không hề rút tiền nhưng lại có cả chữ ký chứng trong 12 giao dịch rút tiền với tổng cộng 46,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, phía Sacombank bác bỏ và cho rằng tất cả các chứng từ rút 46,9 tỷ đồng đều có chữ ký của bà Dương. Về số tiền 20 tỷ đồng đã hoàn trả cho bà Dương trước đó, Sacombank cho rằng chỉ là tạm chi theo yêu cầu của khách hàng vì bà Dương nói đang khó khăn, nếu đợi các kết luận của cơ quan điều tra thì sẽ rất lâu nên đề nghị ngân hàng trả lại tiền. Do vậy, phía ngân hàng khẳng định việc chi trả 20 tỷ đồng và giữ hai giấy quyền sử dụng đất của vợ chồng bà Dương là đúng quy định pháp luật. Tại phần tuyên án, hội đồng xét xử nhận định 12 giao dịch với số tiền 46,9 tỷ đồng đúng với các giao dịch đã thể hiện trong sao kê tài khoản mà cả hai bên cùng xác nhận trong các biên bản làm việc trước đó. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng qua nghiên cứu tài liệu, hồ sơ vụ án và đối đáp tại tòa đủ căn cứ, chủ tài khoản là bà Hồ Thị Thùy Dương không thực hiện việc rút tiền mặt và chuyển khoản số tiền 46,9 tỷ đồng trong tài khoản của mình. Trong 12 giao dịch có hai giao dịch diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022 không thể do bà Dương thực hiện vì đương sự đang đi du lịch ở Phú Quốc. Chưa hết, hội đồng xét xử cũng cho rằng về quy trình rút số tiền 46,9 tỷ đồng trong tài khoản của khách hàng Dương có nhiều sai sót. Cụ thể, việc rút tiền không bằng chính chủ tài khoản có mặt tại trụ sở phòng giao dịch, rút tiền ngoài giờ quy định, chuyển khoản với số tiền vượt quá hạn mức cho phép và mang chứng từ ra khỏi trụ sở ngân hàng trái quy định. Tại tòa, đại diện viện kiểm sát cũng đồng quan điểm khi cho rằng có nhiều bất thường trong quá trình thực hiện 12 giao dịch tiền liên quan tài khoản của khách hàng Hồ Thị Thùy Dương. Trong suốt phiên tòa, qua luận điểm của nguyên đơn và đối chiếu các tài liệu trong vụ việc, hội đồng xét xử đồng ý với quan điểm nguyên đơn về lỗi trách nhiệm thuộc về Sacombank trong vụ việc này. Từ đó, tòa tuyên Sacombank phải trả cho bà Dương số tiền gốc còn lại là 26,9 tỷ đồng phải trả hơn 7 tỷ đồng tiền lãi chậm trả cho bà Dương và trả lại hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nguyên đơn. Bà Dương chia sẻ, khi nghe tin chồng báo tin rằng tòa tuyên mình thắng kiện buộc ngân hàng phải trả lại toàn bộ tiền đã mất và lãi cùng hai sổ đỏ, tôi đã nhảy cẫng lên vì vui sướng, tôi đã bật khóc. Chắc chắn sự việc sẽ còn kéo dài, nhưng tới đâu hay tới đó, giờ tôi có thể cho phép mình vui vẻ một chút sau chừng đó thời gian cầm đơn từ đi kiện, kêu cứu đòi tiền. Còn ông Nguyễn Quang Vinh, Chồng bà Hồ Thị Thủy Dương cũng thừa nhận không thể giấu nổi cảm xúc sung sướng khi nghe tòa tuyên án. Ông Vinh nói, dòng dã hơn một năm qua đi khắp nơi để mong họ nhận đơn, đòi lại tiền đã mất. Mình không nắm vững luật nên khi ra tòa rất run. Lúc trả lời hội đồng xét xử, mình chỉ nói đúng sự thật, đúng tài liệu mình có và thêm niềm tin vào sự thật. Ông Vinh cũng cho biết lý do không thuê luật sư bảo vệ một phần vì tin vào công lý. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã có báo cáo vụ giám thị ký nhầm bài thi của thí sinh tốt nghiệp 2024. Theo báo cáo, trong buổi thi môn Ngữ văn tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du xảy ra sự cố, cán bộ coi thi ký tên nhầm vào ô chữ ký của cán bộ chấm thi trên giấy làm bài của tất cả thí sinh phòng thi 2500. Cụ thể, ông LQH, giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, quận 10 được phân công nhiệm vụ cán bộ coi thi 1, phòng thi 2500 đã ký nhầm vào ô chữ ký của cán bộ chấm thi trên giấy làm bài của 22 trên 22 thí sinh. Phòng thi 2500 có 22 trên 24 thí sinh dự thi, gồm học sinh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Du và trường Trung học phổ thông Sương Nguyệt Anh. Lúc 7 giờ 40 phút, khi phát hiện sai sót, ông LQH đã tự ý phát giấy thi mới cho toàn bộ thí sinh trong phòng và yêu cầu thí sinh chép lại bài làm sang giấy mới lúc 7 giờ 45 phút do không thống nhất về cách xử lý nên cán bộ coi thi 2 tại phòng 2500 đã báo sự việc cho cán bộ giám sát phòng thi bên ngoài và sự việc đã được báo cáo trưởng điểm thi. Ông NTT, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Diên Hồng, trưởng điểm thi trường trung học phổ thông Nguyễn Du đã phân công bà LTXC, tổ trưởng chuyên môn trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền, phó trưởng điểm thi trực tiếp đến phòng thi yêu cầu cán bộ coi thi của phòng thi 2500 xử lý trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cao nhất cho thí sinh. Đồng thời lập biên bản bất thường, ghi nhận sự việc xảy ra để báo cáo về hội đồng thi. Tuy nhiên, trưởng phó điểm thi không kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế tại phòng thi, không giám sát việc cán bộ coi thi thực hiện chỉ đạo của trường điểm thi để xảy ra tình trạng có thí sinh làm bài trên giấy thi mới, có thí sinh vẫn tiếp tục làm bài trên giấy thi cũ. Sau vụ việc một số phụ huynh có con tham gia kỳ thi phản ánh sự cố nói trên đã dẫn đến thiệt thòi cho thí sinh. Theo thí sinh kể lại, khi các thí sinh đã làm bài thi môn Ngữ văn được khoảng từ 15 đến 20 phút, cán bộ coi thi, tức giám thị, bất ngờ phát tờ giấy thi mới và yêu cầu chép bài làm từ tờ giấy thi cũ sang. Nguyên nhân là vì giám thị một ký tên nhầm sang ô chữ ký của người chấm trên giấy thi. Sau khi phát tờ giấy thi mới cho tất cả thí sinh trong phòng, giám thị liên tục thúc giục thí sinh chép bài sang tờ giấy mới đồng thời đi xin ý kiến hội đồng thi để bù thêm 20 phút làm bài cho thí sinh. Tuy nhiên, giám thị này trở lại và cho biết thí sinh không được bù giờ bởi đây là lỗi của cán bộ coi thi chứ không phải lỗi của hội đồng thi. Theo phụ huynh, thí sinh bị mất thêm một khoảng thời gian để chép bài sang giấy thi mới nên không làm được hết đề thi. Điều này đã gây ảnh hưởng đến kết quả bài thi cũng như tâm lý để làm các môn thi tiếp theo. Cô PN, phụ huynh của thí sinh N, thí sinh thi tại phòng thi số 2 2500, mỗi khi nhắc đến sự việc con gái cô vẫn khóc. Do đó, các phụ huynh đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến giải pháp xử lý về việc này để tránh thiệt thòi cho thí sinh. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh mới đây cho hay, khi nhận được báo cáo, Thường trực Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 đã chỉ đạo hội đồng thi thực hiện ra soát bài thi môn ngữ văn của tất cả thí sinh phòng 2500. Qua giả soát nhận thấy, Tất cả thí sinh đều hoàn thành bài thi. Hai cán bộ coi thi môn Ngữ văn tại phòng thi 2500 là ông LQH, giáo viên trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, quận 10 và ông KTH, giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, quận 10, trưởng, phó điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Du bị kiểm điểm trách nhiệm. Vào hồi 15 giờ 30 chiều ngày 3 tháng 7, một chiếc mô tô nước được nhân viên chuẩn bị kéo phao chuối phục vụ du khách tại bãi tắm Hồng Vàn, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô, Quảng Ninh thì bất ngờ phát nổ. Vụ việc đã khiến người điều khiển bị nhấc bổng lên trời. Đại diện chính quyền địa phương cho biết hoạt động mô tô nước chưa được cấp phép trên địa bàn huyện Cô Tô. Chính quyền địa phương sau đó đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để xử lý việc này. Trước đó vào chiều ngày 4 tháng 7, Tổ kiểm tra liên ngành huyện Cô Tô đã đi kiểm tra hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại bãi tắm du lịch Hồng Vàn. Tại thời điểm kiểm tra, Tổ kiểm tra liên ngành phát hiện 3 trường hợp có hoạt động mô tô nước chở khách vui chơi trái phép. Cụ thể gồm ông Nguyễn Tuấn Mạnh, người lái thuê cho ông Phạm Văn Đồng ở Vân Đồn, chủ phương tiện mô tô nước. Ông Phạm Châu Sơn, người lái thuê cho ông Phạm Thanh Tùng ở khu 1 thị trấn Cô Tô, chủ phương tiện mô tô nước ông nguyễn văn vũ người lái thuê cho ông ngô văn mạnh chủ phương tiện mô tô nước đang điều khiển mô tô nước kéo phao chuối chở khách tại bãi tắm hồng vàn các chủ phương tiện không cung cấp được giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh tổ kiểm tra liên ngành đã lập biên bản và đình chỉ hoạt động chở khách vui chơi trái phép yêu cầu chủ phương tiện đưa phương tiện về trụ sở công an huyện phối hợp xử lý theo quy định Ngày 5 tháng 7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ án xảy ra Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạng một thành viên Redco về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Trung, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Redco 5 năm 6 tháng tù. Nguyễn Phước Ngọc, cựu chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên kinh doanh và quản lý nhà thành phố Hồ Chí Minh. Cựu tổng giám đốc chủ tịch hội đồng thành viên Redco 4 năm 6 tháng tù. Bị cáo Trần Công Đức, cựu thành viên hội đồng thành viên Redco. Đỗ Văn Phúc, cựu thành viên hội đồng thành viên Redco, lĩnh 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo Võ Hữu Hải, cựu thành viên Hội đồng thành viên Redco, Hoàng Hải Đăng, cựu phó tổng giám đốc Redco, cùng mức án 3 năm tù treo. Bị cáo Nguyễn Thị Thúy Hằng, cựu thành viên Hội đồng thành viên Redco, Nguyễn Đình Phú, cựu phó tổng giám đốc Redco, nhận mức án 2 năm tù treo. Về phần dân sự, đối với việc chuyển nhượng hai mặt bằng 289 trên 18 Lý Thường Kiệt và 682 Hồng Bàng gây thất thoát hơn 3,9 tỷ đồng, về nguyên tắc cần buộc các bị cáo liên đới bồi thường tương ứng, nhưng các bị cáo đã nộp tại cơ quan điều tra 3,5 tỷ đồng. Tại tòa, hội đồng xét xử ghi nhận việc các bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả hai mặt bằng này, nên hội đồng xét xử đề nghị hủy bỏ ngăn chặn theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu của công ty địa ốc Sài Gòn 5 không trái quy định và đảm bảo khắc phục thiệt hại cho Redco. Hội đồng xét xử chấp nhận việc công ty nộp lại hơn 44,1 tỷ đồng tiền tranh lệch cho Redco. Do vậy, phần thất thoát của Redco đã khắc phục, nên hội đồng xét xử không buộc các bị cáo khắc phục hậu quả của mặt bằng bình đẳng. Redco là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành lập năm 1997, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng dự án nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, chương trình giải tỏa cây rạch chung cư, nhà ở công nhân. Năm 2010, tổng công ty chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên với nhiều công ty con, công ty liên doanh và liên kết bản án xác định tháng 8 năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương giao Redco thực hiện dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Rạch ụ Cây để có vốn thực hiện, Redco xin chuyển mục đích sử dụng 15 mặt bằng nhà đất để cấn trừ vốn đầu tư giai đoạn 1 của dự án thay vì phải nộp vào ngân sách. Từ năm 2012 đến năm 2016, Redco được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đơn giá thu tiền sử dụng đất và giao 10 trên 15 mặt bằng chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng theo quy hoạch của thành phố. Tuy nhiên, Redco không thực hiện mà chuyển nhượng 10 mặt bằng này cho nhiều đơn vị không phải là thành viên của Redco. Lãnh đạo Redco đã không báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển nhượng các mặt bằng nói trên. Việc chuyển nhượng không được thực hiện theo đúng quy định về quản lý tài sản nhà nước với giá thấp hơn giá thị trường gây thất thoát cho Redco hơn 45,4 tỷ đồng.